Masterise, Sunshine Group, Novaland, Vingroup, Sun Group họp nóng với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng. Ngày 13 tháng 11 năm 2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị tín dụng đối với bất động sản và phát triển nhà ở xã hội. Hội nghị có sự tham gia của 22 doanh nghiệp bất động sản với những cái tên lớn như Vingroup, BKMX, Novaland, Thiêm Lam, Sun Group, Masterise, Bất Động Sản Toàn Cầu, IMG. Sáng nay ngày 13 tháng 11 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị tín dụng với bất động sản và phát triển nhà ở xã hội. Hội nghị do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thành Nghị, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đồng chủ trì. Tham dự hội nghị còn có đại diện các bộ gồm Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, các vụ, cục thuộc Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và Tổng Giám đốc của 14 tổ chức tín dụng có trụ sở tại Hà Nội, có dư nợ tín dụng bất động sản trên 20.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, hội nghị có sự tham gia của các hiệp hội bất động sản và 26 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với nhiều cái tên lớn như Vingroup, BKMX, Novaland, Him Lam, Sun Group, Masterise, Bất Động Sản Toàn Cầu, EcoPark, Phú Mỹ Hưng, Hưng Thịnh IMG. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp bất động sản đang khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn. Dù Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần điều chỉnh lãi suất điều hành, nhưng doanh nghiệp bất động sản vẫn khó khăn trước các khoản vay lãi cao, bởi các doanh nghiệp bất động sản không đáp ứng đủ điều kiện vay vốn do sức khỏe của các đối tượng này vốn đã suy yếu từ lâu cùng với các khó khăn của thị trường. Một nhóm các doanh nghiệp đủ điều kiện tiếp cận được với nguồn vốn, đủ khả năng để hấp thụ nguồn vốn lại đang bị vướng mắc về pháp lý. Một nhóm các doanh nghiệp đã sẵn sàng để tiếp cận với nguồn vốn lại gặp khó khăn do khó hấp thụ vì lãi suất vẫn đang ở ngưỡng cao so với khả năng chịu đựng của doanh nghiệp. Một nhóm các doanh nghiệp còn lại thậm chí chưa đủ điều kiện để có thể vượt qua vòng thẩm định hồ sơ để tiếp cận nguồn vốn do vẫn còn tồn nhiều khoản nợ đọng trước đó, có nguy cơ gây rủi ro cho ngân hàng. Khảo sát của VASS với hơn 500 doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh dịch vụ bất động sản mới đây cho thấy nguồn vốn vẫn là khó khăn dai dẳng, đeo bám nhiều doanh nghiệp bất động sản. Với hơn 70% doanh nghiệp cho biết, các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn chưa thực sự phát huy tác động tới doanh nghiệp. Chủ tịch Vinhome mong chính phủ tìm cách tháo gỡ cho doanh nghiệp bất động sản. Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinhome, bày tỏ mong muốn chính phủ cùng các lãnh đạo bộ ngành ủng hộ tìm cách tháo gỡ cho các doanh nghiệp bất động sản. Ông Hoa nêu kiến nghị, trong thời gian qua, việc quy định hạn chế room tín dụng khiến ngân hàng cân nhắc lựa chọn khách hàng khi cho vay, ưu tiên cho vay, khách hàng chấp nhận lãi suất cao, làm cho mặt bằng chung lãi suất thực tế chưa như kỳ vọng. Đại diện Vinhome cũng chỉ ra rằng, vấn đề tài sản đảm bảo bằng bất động sản bị định giá thấp hơn khi thị trường đóng băng là một trong những vướng mắc hiện nay. Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng chỉ giải ngân cho khách hàng vay có tài sản đảm bảo bằng bất động sản, còn các tài sản khác như máy móc, thiết bị, cổ phiếu niêm yết khiến khách hàng rất khó vay. Về thông tư 06/2022 của Ngân hàng Nhà nước, ông Hoa cho rằng có điều kiện cho vay, đặt cọc hoặc thực hiện nghĩa vụ tổ chức tín dụng phong tỏa tiền giải ngân đang trở thành rào cản trên thị trường. Khi công ty A vay để đi đặt cọc cho công ty B cũng vay tiền nên bị phong tỏa tiền đặt cọc của công ty A. Quy định này của ngân hàng quá chặt chẽ. Tôi cho rằng không nên đi sâu can thiệp vào thủ tục hành chính này, ông Hoa nói. Tổng giám đốc Novaland lo ngại doanh nghiệp phá sản tăng mạnh nếu khó khăn không được giải quyết. Phát biểu tại hội nghị, ông Dennis Tejo, Tổng giám đốc tập đoàn Novaland cho biết khó khăn về pháp lý chiếm đến 80% các khó khăn hiện tại của doanh nghiệp bất động sản và gây ra rất nhiều hệ lụy xấu. Nếu không được giải quyết kịp thời, con số doanh nghiệp giải thể, phá sản trong những tháng tiếp theo sẽ tăng cao. Kính đề nghị chính phủ phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể, tạo điều kiện cho doanh nghiệp bất động sản phát triển dự án đồng bộ đúng với chỉ tiêu được giao. Chính phủ và Quốc hội cân nhắc xem xét kiện toàn luật đầu tư để quy trình đầu tư giao đất, quy hoạch, cấp phép xây dựng được diễn ra nhanh chóng, minh bạch, tiết kiệm nguồn vốn cho xã hội. Kiến nghị chính phủ có giải pháp giải quyết triệt để các vướng mắc
về các thủ tục pháp lý chưa đồng bộ, các vướng mắc qua từng thời kỳ và không hồi tố. Kính đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ban ngành có chính sách giảm thuế và giãn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp bất động sản để tháo gỡ khó khăn và tập trung ổn định kinh doanh trong 3 năm 2022, 2023 và 2024. Tổng Giám đốc Novaland kiến nghị. Phó Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh đề xuất tối giản hóa các điều kiện cho vay bất động sản. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh cho biết, thời gian gần đây Tập đoàn Hưng Thịnh đã tái cơ cấu mạnh mẽ và quyết tâm khôi phục sản xuất kinh doanh. Vừa qua, ngân hàng LB Bank sau khi tìm hiểu kỹ những dự án của chúng tôi đã quyết định cấp hạn mức cho vay 5.000 tỷ đồng. Gói tín dụng của LB Bank giúp tháo gỡ nút thắt về vốn cho các doanh nghiệp trong Tập đoàn Hưng Thịnh và hàng trăm nhà thầu tại các dự án đang dang dở. Ông Cường cũng đưa ra hai đề xuất lên đến Ngân hàng Nhà nước. Chúng tôi đề xuất Ngân hàng Nhà nước có chính sách nới room tín dụng cho những ngân hàng tham gia tái cơ cấu thị trường bất động sản, thực hiện tốt chủ trương chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Thứ hai, trong điều kiện pháp lý và các dự án bất động sản đang triển khai kéo dài như thời gian qua, đề nghị các ngân hàng tối giản hóa các điều kiện cho vay các dự án bất động sản, đồng thời kéo dài thời gian cho vay hơn so với bình thường để doanh nghiệp có thêm thời gian xoay sở trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Mới đây, Chính phủ, Thủ tướng đã có nhiều chỉ đạo các bộ ngành địa phương đã nỗ lực vào cuộc, phối hợp thực hiện đồng bộ các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, nhất là các khó khăn vướng mắc về pháp lý nguồn vốn. Thủ tướng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục thúc đẩy việc cho vay tín dụng với lĩnh vực bất động sản, có giải pháp phù hợp tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website,